Hải xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn, mình đã quay trở lại với kênh Hải Đường Phố. Và lời đầu tiên Hải xin chúc tất cả cô chú anh chị các bạn mình có một ngày vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Vì hôm nay là ngày 29 tháng 8 2022 và hiện tại Hải đã có mặt tại Hồ Con Rùa. Khung hình trước mặt mọi người đây là có một cái cây xanh lớn ở số 2 bit cổng trường quốc tế ở ngay trước Hồ Con Rùa thì đã bị gãy đấy. Thì Hải sẽ vào quay cận cảnh cho tất cả cô chú anh chị cùng xem nhé. Thì có một anh bị cây đập vào đầu nhưng mà không việc gì, cả xe nữa. Thì để Hải tiến lại gần để quay cho tất cả chú anh chị mình cùng xem hiện trạng cây nó gãy như thế nào nha. Mới có ảnh hưởng của cơn bão số 4 thôi đấy ạ, mà đã gãy cái cây rất là lớn ở khu vực này, ở Hồ Con Rùa, nằm ngay ở cổng trường quốc tế giao nhau với đường Phạm Ngọc Thạch. Mọi người gãy một cái cành cây rất là to ở khu vực này.